chào tất cả anh chị cô chú. Trưa ngày hôm nay thì Bảo tiếp tục giới thiệu máy cắt đa năng với lại là máy cắt gỗ thương hiệu Maitan anh chị nhé. Đó, hãng Maitan này á thì những tháng vừa qua rất là nhiều anh chị thích xài luôn, cũng như là mua nhiều dữ lắm. Đó, 6 tháng đầu thì Bảo hay nhắc anh chị mình á, 6 tháng đầu nếu mà lỗi nha, cháy rô ruột thì công ty sẽ đổi mới cho anh chị mình luôn. Đó, máy thì hoàn toàn là dây đồng 100%. Đó, anh chị mà cháy 5 tháng 29 ngày cục đổi con mới luôn. Đó, quá sướng luôn. Chế độ bảo hành của công ty Maitan nó tốt cực kỳ anh chị ạ. Bảo hành cho anh chị mình là 6 tháng. Rồi, mức giá trưa ngày hôm nay, giá giờ là anh chị kiếm không ra luôn. Hầu như Bảo thấy là trên thị trường á, hàng chính hãng giá như này là anh chị kiếm không ra luôn anh chị ạ. Đó, một con máy cắt đa năng đến từ hãng Maitan với công suất 1800W anh chị nha. Lưỡi là 110mm. Đó, vòng tua của máy thì khá là cao anh chị nha. Đó, sản phẩm này á là anh chị mình mua với giá trưa ngày hôm nay nha anh chị nha, hết hồn luôn, 490.000. Bảo thấy những thương hiệu khác á là hầu như là 700 nè, 800, 900 không, 490.000 được một con máy cắt đa năng như này, kiếm không ra anh chị ơi. Chế độ bảo hành 6 tháng đầu, lỗi cháy rô ruột đổi mới con mới ngay luôn. Rồi, về sản phẩm này á là anh chị mua thì mình có thể cắt sắt được nè. Đó, cắt gỗ được, cắt gạch men được, bê tông được, tường cũng được anh chị nha. Đa năng quá trời mà anh chị phải sắm thêm lưỡi anh chị nha. Đó, mình thích lưỡi gỗ thì mình mua lưỡi gỗ 110mm là được rồi. Đó, sản phẩm này anh chị mình mua thì chưa bao gồm lưỡi đâu anh chị nha. Thì Bảo được biết là hầu như tất cả các thương hiệu á thì bán cũng không lưỡi anh chị nha. Nên là với có 490.000 mà anh chị mua là bây giờ khó có lắm anh chị ơi. Rồi, sản phẩm này thì Bảo sẽ lấy thùng cho anh chị mình nha. Đó, mã máy á là thương hiệu Maitan, hàng nội địa nè. Đó, SH59 anh chị nha. Đó, có thùng hộp đàng hoàng, có công ty nhập khẩu anh chị nha. Đó, anh chị mình xài thì đầy đủ chức năng của máy hết luôn. Đó, ngoài ra là anh chị có thể chỉnh lưỡi lên xuống theo yêu cầu luôn. Đó, nếu mà cắt dài á thì anh chị đẩy lên, cắt mỏng thì anh chị đưa xuống, chủ yếu là cắt tùy anh chị chọn luôn. Rồi, tiếp tục sản phẩm thứ hai anh chị nha, Maitan cũng về hàng tiếp tục luôn. Đó là máy cắt gỗ một tấc 85, bán kính 85 anh chị nha, công suất là 900W. Đó, xài điện 220. Model của máy là SH51 anh chị nha. Rồi, cùng thế luôn, bảo hành nếu 6 tháng đầu anh chị mình á cắt nè, đó gỗ thì mình cháy nè. Đó, mẫu này có thể cắt gạch được anh chị nha, bê tông cũng được nha. Mình mua thêm một lưỡi một tấc 8 là gắn vào, Bảo thấy rất là nhiều anh chị xài luôn rồi đấy. Đó, mình xài cũng khá là chất lượng luôn. Đó, ngay cả cắt sắt thì anh chị mua lưỡi cắt sắt cũng được, nhưng mà Bảo thấy chủ yếu là cắt tường nè, cắt gỗ, gạch men là chính thôi anh chị nha. Rồi, lúc mà anh chị mình mua sản phẩm cắt gỗ một tấc 85 này sẽ được công ty Maitan á là tặng kèm cho anh chị mình lưỡi luôn anh chị nha, lưỡi răng thưa để anh chị mình cắt gỗ nhẹ nhàng hơn. Đó, 24 răng nè, rồi rất là mỏng anh chị nha, một tấc 85 luôn. Rồi, anh chị mình xem sản phẩm này sẽ có chức năng gì nha. Đó, có mức giá trưa ngày hôm nay rẻ lắm, 650.000 cho một con máy này. Rồi, anh chị sẽ được là khả năng này, di chuyển đa năng nha. Đó, cao thấp đế này. Đó, có ốc xiếc cứng nhắc luôn. Và khả năng nghiêng góc 45 độ đều có. Đó, anh chị thấy hay không? Rồi, thay lưỡi là anh chị nhớ là đè chốt vào thì mình xoay sụp vào rằn anh chị nha. Nếu mà chưa sụp á là anh chị mình á không thay được đâu. Đó, sụp răng này là xong, mở lưỡi ra, ốc lục giác anh chị nha. Đó, rồi lúc mà anh chị xài á thì vẫn có đầy chức năng khá ngon nha. Đó, có đế xu này, đó để giảm ồn anh chị nha. Rồi, cái phần gắt te bảo vệ này là anh chị cắt bao nhiêu thì lưỡi sẽ lòi ra bấy nhiêu. Đó, có 650.000 cho một con máy cắt gỗ Maitan chính hãng, 6 tháng đầu cháy đủ mới là quá tuyệt vời luôn anh chị nhá. Rồi, anh chị nào thích hãng Maitan về làm công trình, yên tâm về chế độ bảo hành này,
6 tháng đầu trái đổi mới thì anh chị chọn hai sản phẩm này, đó giá có thể nói là cạnh tranh nhất bây giờ luôn anh chị nha. Anh chị mua hàng nhái á, cũng không được giá này đâu. Nên là bảo review công ty đang có giá tốt, để muốn thương hiệu mình mạnh hơn nên là người ta giảm giá xuống thấp nhất có thể để tung ra nhiều hàng này, để phát triển thương hiệu, nên là giá thành quá ưu việt luôn. Rồi anh chị nào muốn test máy, mua máy có thể lên cửa hàng bảo xem thực tế nha, ưng ý là lấy anh chị nha. Qua mạng thì mình có thể đặt hàng qua ba số hotline. Rồi bây giờ bảo cảm ơn anh chị mình đã dành thời gian xem clip. Nhớ đăng ký kênh nha. Hàng Mai Tan sắp tới thì bảo được biết công ty về nhiều model lắm. Đó thì anh chị chờ xem mức giá, có thể nói là tốt từ đầu đến cuối bữa giờ. Sau này thì bảo không biết nha. Rồi bảo xin kết thúc video tại đây.